Sáng ngày 9 tháng 5, tại hội trường Quỹ ban nhân dân huyện Thành Phú, Công an tỉnh Bến Tre phối hợp Công an quyền và tập đoàn Bambo Capital tổ chức trao tặng bồn chứa nước cho người dân. Theo đó, 115 bồn chứa nước loại 500 lít được trao cho người dân các xã Bình Thạnh, Mỹ Hưng, Quế Điện và thị trấn Thành Phú. Tổng kinh phí hơn 115 triệu đồng do tập đoàn Bambo Capital hỗ trợ. Với những bồn chứa nước này, giúp cho người dân có thêm dụng cụ trữ nước mưa, nước ngọt, phục vụ sản xuất và sinh hoạt, hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của hạn mặn đến cuộc sống trong thời gian tới. Trước tình hình mặn sọc nhập sâu và gây gắt, ảnh hưởng đến sản xuất đời sống sinh hoạt của người dân, bà Nguyễn Thị Xuân Mai, quán tỉnh Tam Chay, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp Quỹ ban mặt trận thuốc, quyền Mỏ Cai Bắc, tổ chức tặng 900 bình nước uống tinh khiết loại 20 lít cho bà con nhân dân khó khăn thị trấn Phú Mỹ Trung, xã Hòa Lộc và Tân Phú Tây tổng kinh phí 45 triệu đồng. Chương trình này, quý nhà hậu tâm đã chung tay góp sức với chính quyền địa phương hỗ trợ cung cấp nguồn nước uống đến với bà con nhân dân khó khăn, góp phần ổn định cuộc sống.